Trọng hỏi, nhưng theo đạo Thiên Tâm con có lỗi không? Đạo Thiên Tâm là cái gốc Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài hay là đạo Tứ Ân gì đó, cả đạo Ông giáo luôn, Hồi giáo. Nhưng mà sau này á, cứ vẫn phát dịch, cứ vẫn tu tập theo Cao Đài, nhưng mà xin cái tên để mà có cái gốc, đâu có phạm gì đâu. Có nghĩa là mình có cái tên thôi mà, chứ còn cái tự đốt đuốc mà đi thì tất cả những cái đạo nó cũng giống như một cái công thức, cũng giống như một cái nhà hàng người trong đó có nhiều cái món ăn vậy đó, thì đạo Thiên Tâm là chính của sau này Phật Di Lặc. Còn tất cả những người nào đạo Hòa Hảo hay đạo này đạo nọ cũng vẫn theo được, đâu có sao. Mà muốn hỏi gặp Đức Thầy tại cái đạo này là Đức Thầy dạy cho chú mà, ở trên cha mẹ nữa. Cho nên có cái bài Cơ Bửu Hổm á, Thiên Tâm Nhân Nhất Tịnh Nam Mô á, cái bài kỳ rồi đó. Bài kỳ rồi chú đọc hồi bữa hổm á. Thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước nè, mới phân rành lúc được lúc thua nè, chừng nào thằng ngốc làm vua đó, bài đó đó. Rồi tới cái câu Thiên Tâm Nhân Nhất Tụng Nam Mô, còn đâu chủ thuyết tam vô, ba thu nói tiếp sóng to bủa tràng. Thì cái bài thơ là tuần rồi, clip kỳ rồi chú có đọc á, thì Thiên Tâm Nhân tức là đạo Thiên Tâm, thì bài thơ này là của các chư vị viết mà. Tất cả những cái gì mà trên mạng mà không có bổ ích cho cái tinh thần và cho cái đạo đức á, mà để người ta chạy theo vật chất hay là chạy theo sự náo nhiệt á, đều sẽ từ từ bị gọi là giống như bị lật ra hết, lật mặt nạ ra hết, nghĩa là không có giả nữa, mà giờ chỉ có hiền tu buông bỏ, rồi đọc kinh niệm Phật, rồi chờ qua Covid, rồi chờ kiếm hai viên thuốc, rồi chờ qua chiến tranh, tài chánh sắp bị khủng hoảng nữa, tiền có thể thành giấy bển nữa, không lo. Mà bữa hổm chú nói lũ lụt, bây giờ đang lũ lụt quá trời, thấy không? Covid rồi tới lũ lụt, rồi sẽ có chiến tranh nữa. Ở Sài Gòn bây giờ là thấy hoang vắng, còn rất là lâu lâu, không biết bao lâu nha, 2 năm 3 năm không chừng, không có còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Cho nên người Sài Gòn bây giờ phải học cách sống làm sao mà làm việc ở trong nhà bằng máy vi tính, chứ không có hồi xưa chạy đùng 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 ra ngoài đường không à. Có ai em coi lại cái clip hồi xưa á, cái clip này anh Lân anh phỏng vấn rồi 2 3 năm về trước á, những gì lời chuyện nói của cái clip này nè, của phố Ô Sa đó, coi lại trong đó có một số dữ kiện nó không có giống như chuyện nói, là từ lúc được nói sai về Covid của Mỹ, nhưng mà lác đác của mấy vị là Cali, chứ còn ngoài ra tất cả Trung Quốc chia 5 6 7, chiến tranh Đài Loan tuyên bố độc lập gì gì đó, là cái clip này là bằng chứng. Tới ngày hôm nay chuyện nói là trúng trúng 95% luôn, thì hôm nay chuyện nói là sẽ có chiến tranh, mà không phải chiến tranh chỉ riêng nước Tàu với Đài Loan nha quý vị, nó sẽ là toàn cầu. Khi toàn cầu chiến tranh á, thì giống như chiếc tài tennis nãy vậy, đi xuống. Khi đi xuống á, ở nước Việt Nam sẽ có một cái thay đổi cực kỳ lớn. Thì những người nào hiểu về đó, hiểu ý chuyện nói là chuyện nói cái gì, còn những người bình dân chỉ biết là có sự thay đổi lớn, là từ quá khổ sẽ thành quá sướng. Nhưng mà từ đây cho tới lúc mình sướng á, thì mình có còn cái